bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tìm Việc Qua 6 năm. Mình là Thảo Ngọc. Các bạn thân mến, các bạn có tò mò về danh xưng vị chủ tịch ngàn like hay vị chủ tịch soái ca hay không? Một vị chủ tịch không những giỏi kinh doanh, nhiều tài lệ mà còn rất trẻ và điển trai nữa. Điều thú vị hơn cả là loạt ý tưởng và thông điệp sống xanh được lan tỏa tới tất cả mọi người từ chính con người đặc biệt này. Và nổi bật trong số đó chính là chiến dịch từ những chiếc chai nhựa mà các bạn sử dụng hàng ngày. Câu trả lời chính là doanh nhân Trần Hùng Huy, chủ tịch ngân hàng ACB. Còn video ngày hôm nay thì Tìm Việc Qua 6 năm sẽ cùng bạn khám phá những thông tin nổi bật về vị doanh nhân này nhé. Let's go! Doanh nhân Trần Hùng Huy là ai? Xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm trong lĩnh vực ngân hàng, ông Trần Hùng Huy sinh ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 4 tháng 12 năm 1978. Ông may mắn khi có được người cha tài giỏi là một đại gia ngân hàng, ông Trần Mộng Hùng. Cha của ông thuộc danh sách những người sáng lập ra ngân hàng ACB, đồng thời mẹ ông, bà Đặng Thu Thủy là một thành viên thuộc hội đồng quản trị của ngân hàng này. Tính đến thời điểm hiện tại, ông là chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất Việt Nam khi nắm giữ cho mình chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ngân hàng viết tắt là ACB, khi 34 tuổi. Bên cạnh đó, ông còn được biết tới là vị chủ tịch ngân hàng đầu tiên mà kế nghiệp người cha của mình. Vốn được mệnh danh là chàng trai vàng trong lĩnh vực ngân hàng, doanh nhân Trần Hùng Huy sở hữu kiến thức, bản lĩnh và tài năng kinh doanh rất đáng ngưỡng mộ, đi liền với khối lượng tài sản kếch xù. Bất đắc dĩ trở thành chủ tịch ngân hàng. Cơ duyên nào đã đưa ông Trần Hùng Huy trở thành chủ tịch ngân hàng ACB, là sự tình cờ hay sắp đặt từ trước? Cùng tìm hiểu tiếp sau đây để có câu trả lời bạn nhé. Doanh nhân Trần Hùng Huy với nền tảng vững chắc. Chặng đường học vấn của ông Trần Hùng Huy vô cùng ấn tượng với thành tích. Năm 2000, tốt nghiệp bằng cử nhân với 3 chuyên ngành là quản trị kinh doanh và tài chính, kinh doanh quốc tế. Năm 2002, tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học Chapman, Mỹ. Năm 2011, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Golden Gate, Mỹ. Có thể thấy nền tảng ưu tú của doanh nhân này chính là bước đệm quan trọng cho con đường sự nghiệp của ông sau này. Từ năm 2008, ông lui về sau trên cương vị là cố vấn quản trị cho ngân hàng ACB. Thời điểm mà doanh nhân Trần Hùng Huy tiếp quản chiếc ghế nóng của ngân hàng ACB là khoảng thời gian ngân hàng này lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng năm 2012. Đến bây giờ, bản thân ông thừa nhận rằng khi đó mình chỉ mới 34 tuổi và bản thân chưa chuẩn bị gì cho vị trí cao nhất tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB. Đó cũng là lý do vì sao ông từng chia sẻ rất thẳng thắn rằng bản thân không nghĩ tới một ngày mình ngồi vào ghế nóng đó. Bởi lẽ, ACB là một công ty niêm yết và gắn liền với hàng chục nghìn cổ đông. Người đứng đầu chủ tịch hội đồng quản trị của một trong số ngân hàng cổ phần số 1 Việt Nam không chỉ là dừng lại ở câu chuyện con trai của người sáng lập ra. Vừa là cơ hội, vừa là thách thức, đây được xem như bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Hùng Huy và ngân hàng ACB. Vị tổng tài trẻ tuổi từng bước đưa ACB vượt qua giông tố. Vào giai đoạn khủng hoảng nhất của ACB năm 2012, bản thân ông phải đứng giữa hai sự lựa chọn không hề đơn giản, hoặc là chấp nhận thử sức, hoặc là đứng sang một bên. Quyết định tưởng chừng như táo bạo là liều mình thử sức vào cuộc chiến, chính là quyết định đúng đắn mang tới doanh nhân Trần Hùng Huy ngày hôm nay. Trải qua hành trình không phải dài nhưng cũng không quá ngắn, sau 6 tháng trở thành người thủ lĩnh hội đồng quản trị của ACB, ông Trần Hùng Huy ngày một đưa ngân hàng của mình phát triển nhằm vươn tới những cột mốc lớn hơn. Những khó khăn, thách thức luôn xuất hiện trong cuộc sống, nhất là trong công việc, và ACB cũng phải đối mặt và vượt qua chúng. Để hạ gục những điều đó, phần nhiều bởi kiến thức suốt nhiều năm ông tích lũy, nhưng quan trọng hơn cả là sự hỗ trợ đắc lực từ người cha của mình, cùng các cộng sự luôn kề vai sát cánh. Chính từ đây, ông Trần Hùng Huy đã bảo toàn chiếc ghế nóng của mình. Thêm vào đó là sự ghi nhận và nhiệt tình ủng hộ từ các thành viên thuộc hội đồng quản trị. Cứ như vậy, và mọi sự nỗ lực của vị doanh nhân này cùng toàn thể tập thể ACB gặt hái được, đền đáp bằng nhiều thành quả tích cực. Số mốc đáng tự hào là năm 2017 và năm 2018, hai năm liên tiếp mà ngân hàng ACB liên tục đạt được kết quả nhảy vọt trong kinh doanh. Theo thống kê,
doanh thu trong năm 2017 của ngân hàng so với năm trước là tăng gấp 1,6 lần. Lợi nhuận của ACB năm 2018 không những tăng mà còn tăng mạnh, đạt xấp xỉ 6.400 tỷ đồng. Con số này tăng gấp 2,4 lần với năm 2017. Song song, tỷ lệ nợ xấu của ACB là 0,69%, ở mức thấp nhất trên toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam cuối năm 2018. Hiện nay, ông Trần Hùng Huy nắm giữ nhiều vai trò chủ chốt trong ngân hàng ACB, là chủ nhiệm của Ủy ban Nhân sự kiêm Phó chủ nhiệm của Ủy ban Quản lý Rủi ro, nguyên thành viên trực thuộc Ủy ban Chiến lược và Ủy ban Đầu tư. Là một doanh nhân trẻ, ông Trần Hùng Huy ngày một chứng tỏ mình không đơn thuần chỉ là thiếu gia sinh ra từ vạch đích, được người cha ruột trải thảm, mà ông có bản lĩnh và tài năng thực sự. Vị chủ tịch trẻ tuổi nhất số ngân hàng Việt Nam giàu có cỡ nào? Tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với những gì vị doanh nhân Trần Hùng Huy đang có, bạn có thắc mắc về khối tài sản mà ông đang sở hữu hay không? Đây cũng chính là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm, tò mò về vị chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất Việt Nam này. Tính đến nay, ông đang sở hữu trong tay gần 56,97 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị là 1.344 tỷ đồng. Kể từ lúc có một lượng lớn số cổ phiếu của ACB, vị doanh nhân này chưa một lần nung nấu kế hoạch rằng mình sẽ mua thêm hay bán bớt cổ phiếu. Dù giá cổ phiếu của ACB có nhiều biến động theo thời gian cũng không làm ông lung lay với giá trị cổ phiếu của mình. Đó chính là lý do chính giúp vị doanh nhân Trần Hùng Huy luôn nằm trong top những người giàu nhất trên sàn chứng khoán tại Việt Nam hiện nay. Trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và sàn chứng khoán nói riêng, cái tên Trần Hùng Huy luôn được nhắc tới là vị đại gia với tài kinh doanh tài ba, và hơn hết là người lan tỏa được những giá trị sống tích cực qua các chương trình xanh. Chủ trương không sử dụng chai nhựa để bảo vệ môi trường của ông đã từng nhận về nhiều cái lắc đầu và không ủng hộ của nhiều người. Đỉnh điểm là vào năm 2015, Chủ tịch Trần Hùng Huy chính thức ra quyết định là không dùng chai nhựa, chỉ sử dụng một lần trong khuôn viên làm việc, toàn bộ nhà băng mà mình đứng đầu, nhưng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực. Chưa dừng lại ở đó, khi triển khai cuộc khảo sát tại ngân hàng ACB do ông phát động, phần trăm người quan tâm tới biện pháp để bảo vệ môi trường chỉ vỏn vẹn con số 6%. Khó khăn là thế, nhưng ông Trần Hùng Huy không hề nản chí mà vẫn kiên trì với chiến dịch mình tạo ra. Bằng việc làm cụ thể, vị chủ tịch ngân hàng tuyên truyền và tổ chức thường niên trong nội bộ về lợi ích của việc không dùng chai nhựa, chỉ sử dụng một lần. Kết quả mang lại không hề phụ lòng ông khi 3 tháng sau đó, tổng tỷ lệ qua cuộc khảo sát là 70% người quan tâm. Ông Trần Hùng Huy nằm trong số rất ít chủ tịch ngân hàng công khai hình ảnh của mình lên mạng xã hội. Vị doanh nhân này tận dụng chính trang mạng xã hội Facebook cá nhân của mình để kêu gọi, vận động mọi người nói không với sử dụng chai nhựa. Quả thực, tài sản khổng lồ mà doanh nhân Trần Hùng Huy sở hữu không chỉ tồn tại giá trị vật chất mà còn chứa đựng cả giá trị tinh thần. Dẫu biết phía trước còn bao thách thức, nhưng với một người ham học hỏi, cùng kinh nghiệm, năng lượng tích cực của mình sẽ giúp cho ông Trần Hùng Huy chinh phục được những đỉnh cao mới. Trên đây là toàn bộ thông tin về vị doanh nhân trẻ nhưng vô cùng tài năng Trần Hùng Huy. Hy vọng rằng tìm được 365.vn đã mang tới cho các bạn những chia sẻ thú vị về ông. Bên cạnh đó, Thảo Ngọc mong rằng chiến dịch sống xanh cũng sẽ được các bạn ủng hộ để chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường sống. Qua việc làm cụ thể, thay bằng việc chúng ta sử dụng chai nhựa hàng ngày, có thể thay thế bằng bình sứ hay bình thủy tinh thân thiện với môi trường. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment cũng như subscribe cho kênh YouTube của Tìm Việc Qua 6 Năm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!